nhà coi mình có làm gì đâu. Đây là chị và bà. Ê, anh Vinh ngồi đó kìa. Quen đó nhà anh ơi. Anh Đại ơi, có khi nào cái tin hôm bữa anh nghỉ học đã lọt vào tai của anh Vinh người không? Bữa đó anh bị tiêu chảy, anh mời đi học một cái nha, là nguyên lớp bị ô nhiễm không khí luôn đó. Hay là mày có làm cái gì sai không? Mà hôm nay tao thấy cái mặt ổng căng dữ lắm rồi đó. Tao có làm gì đâu ta. Trời, không khí căng thẳng như vậy mà mày còn cười được hả quán? Tao mà, xả lại. Không giấu gì các bạn, cuộc đời này của mình đã từng giết 3 con gián và 2 con chuột rồi đó. Anh Vinh ơi, có chuyện gì thì nói ra luôn đi, chứ nhìn mặt anh căng vậy, tụi em sợ quá. Cơ mình giờ coi như cán 8 triệu sub rồi, kênh càng lớn trách nhiệm nó càng cao, mình phải ra clip nó chỉnh chu hơn đều. 8 triệu sub, vậy mình ăn mừng đi anh. Dĩ nhiên là phải ăn mừng, cho nên mới tập hợp mấy đứa lại đây nè. Nhưng mà cái hình thức ăn mừng mấy đứa muốn kiểu nào? Đi vô lại. Ok, gọi tới anh chiếc taxi đi cameraman. Xe điện vừa gọi đi, mày đi lên xe này làm gì? Hồi nãy anh giỡn con xíu mà cưng làm gì căng với hả? Gọi lên xe. Chú tài xế ơi, ở quê mình có chỗ nào đi chơi vui vui không chú? Có cái nhà ốp ngựa, cái xe đét á, tụi con có đi chưa? Dạ chưa. Vậy mình đi. Chú ơi, nhà ốp ngựa đi. Cho cái xe này chỉ có 7 chỗ thôi, nên là chỉ đủ cho team mình ngồi. Còn anh Vinh sẽ đi xe riêng tới sau nha. Rồi đi thôi. One hour later. Mình sẽ đi mua vé nha bạn. Mua vé nè. Đây có mấy người? Đây có mấy người? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đại nó 8. 8 người đó. Bán em vé mắc nhất. Ok, vé mắc nhất ở đây là 90 ngàn. Bây giờ là 8 vé. Ok, 8 vé. Rồi, 8 vé. 8 vé chị ơi. Ok, 8 vé, bây giờ mình đếm vé nha. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tụi em giữ 8 vé này giúp chị nha. Vào bên trong có bạn sót vé nha. Dạ. Dạ. Rồi, đi nè. Đi nè, 2 cưng. Dạ đây. Rồi, 720. Rồi, đi nè. Rồi, đi. Rồi, đi tham quan các bạn ơi. Giới thiệu với mọi người, cái nơi tham quan đầu tiên đó là nhà ốp ngợt. Ê, cản mập đó lại. Mày đang làm gì đó? Thì cái này là cái nhà ốp ngợt mà anh. Mình phải leo lên cái nóc nhà mới vô được chứ. Cái này là cái mô hình của người ta thôi cha nội. Còn cái cổng của người ta ở đường bên này nè. Đầu tiên là phòng khách ốp ngợt. Tiếp theo đó là tới nhà bếp. Đây là nhà bếp nè. Có bánh mì nữa. Có đầu đi xoắn này nọ. Tiếp theo tới quầy nước màu vàng. Qua bên quầy nước màu vàng nè. Dạ. Rồi đó là muốn xin cô em họ làm cho. Và cuối cùng, cái căn phòng có thể làm cho các bạn nữ chíp mê chíp mệt. Phòng ngủ màu hồng. À Đại, thấy tao ghê chưa? Thích đất bằng một tay luôn nè. Thôi mẹ cũng xạo nữa, anh chỉ đánh về luôn kìa. Ở trong khu du lịch này có một trò chơi rất là bạo lực, đùa chó. Hôm nay đi, bán chó kìa bạn. Cái chục con á. Rồi mấy đứa chọn con nào để đua thì chọn đi nha. Em chọn con này nè anh Vinh ơi. Tên gì? Em sẽ đặt tên cho nó là A Lộn. A Lộn. Rồi tiếp theo các thành viên khác. Mình mặc áo đen cho nên mình sẽ chọn con chó màu đen này nha bạn. Rồi lòng nó quá trời dài luôn. Tạm đặt tên cho nó là bé Xù. Rồi con chó con A Ngọc đâu? Rồi Tiểu Dương. Trời ơi. Áo trắng nè, chọn chó màu trắng nha. Con chó của mày bị sà mâu rồi kia Dương. Ừ. Nó bị sà mâu kệ nó. Chân dài chạy thắng là được rồi. Tên gì? Thì nó bị ghẻ, đặt tên chó ghẻ. Hợp lý. Rồi mấy đứa cưng chọn chó thả vô trong chuồng giúp anh đi nè. Được rồi. Thả vô trong chuồng hết đi. Xong chưa? Xong chưa? Được rồi. Xong rồi đúng không? Wow, đầy đủ rồi nha. Cái đích là ở đây nè các bạn, tụi mình sẽ đứng ở đằng đích để mà đón chó chiến thắng nha. Rồi giờ về đích đi mấy em ơi. Đi về đích, đi về đích. Đi về đích. Đó. Ở đằng đây mình có đặt cái góc này silo lại nha các bạn. Chuẩn bị, qua nữa. Phần thưởng đứa nào mà chọn con chó chạy về đích đầu tiên 500 ngàn. 1, 2, thả anh ơi.
Trọng ơi. Dạ. Mình đang ngồi trên mặt ơi. Dạ. Trọng ơi, nó lột chân ngắn ngủn. Vậy mà chạy thẳng nhất trời. Đúng rồi. À, trò này là trò đua thỏ hay gì nè. Rồi mấy đứa ơi, muốn thi đấu không? Dạ muốn. Rồi thì ở đây á, các bạn nam thi đấu từng cặp, mà thua thì sẽ bị phạt hết đất nha. Em dạ. 20 em. Cái em như còn em. Các bạn nữ muốn gì? Không. Rồi, hợp lý. Cặp nào đầu tiên đâu? Em. Ưu tiên nữ đi. Á tiên nhỏ nè. Á tiên đấu dài. Chị Phương. Rồi hai đứa vô chọn thỏ đi cân. Em đã thua kem nè, cho nên em quyết định chọn thỏ này nè. Rồi bắt ra cho nó đi. Chọn thỏ màu trắng nè. Lưu ý nha, mình ôm bụng là nó mất thở nó chết á. 2 3 hả? Ôi rồi thắng rồi nè. Trời ơi, con thỏ của ông Phương thắng là thỏ Á Tiên chưa chạy nữa. Hết hột dầu 20 cái tại chỗ. Lẹ lên đếm 1 2 3 19 20. Rồi tiếp theo tay Thảo với Dương kìa. Thảo Dương nó sung quá kìa. Hai con đó mới thi mệt rồi, mình sẽ chọn con khác nha. Rồi, hát em chọn áo màu trắng, chọn con màu trắng luôn. Ừ. Còn lại. 2 3 Con thỏ của Tiểu Dương đã chiến thắng. Chị Thảo rồi, ra ngoài này đi, thuộc vòng 20 cái coi. Đếm mấy đứa ơi. 1 2 3 Hai chục. Rồi tiếp theo Vũ Thanh với A Ngọc đi, vô trong này. Con nào? Con nào? Áo trắng đen thỏ màu trắng, áo đen đen thỏ màu đen đi. 2 3 chạy. Nôn đất ta, nôn đất ta, nôn đất ta. 2 3 Tiếp theo tới ai? Tới em với Quang nè. Ê, muốn chọn con gì? Dạ em chọn thỏ với hả? Thôi, cái trò chơi người ta tên là gùa già thỏ. Đã tham gia thì phải đúng quy tắc. Vậy thôi tao chọn con thỏ nha. Ờ chọn đi, tao chọn con gùa. Các bạn nghĩ đi, con gùa này nó phải chạy nhanh làm sao á thì người ta mới cho nó đua với con thỏ. Hợp lý vậy chọn gùa đúng không? Dạ. Ok đem vào đây. Lấy con gùa ra cho nó đi. Rồi lấy con gùa ra cho em. Đó, cái này con ba ba mà, cái này thứ dữ nữa rồi, nó gùa mà chơi ba ba luôn. Rồi cầm đi, cầm ba ba đưa vô, nhớ chọn cái đít đó thì nó mới chạy nghe không? Dạ. Ok chọn thỏ đi. Rồi chọn thỏ luôn chưa? Xong chưa? Dạ rồi. Đặt vào trong này đi, đặt vào trong này đi. Nghĩ sao con ba ba chạy lại con thỏ trời? Trời ơi anh Quang mày mà, cái đầu của nó đâu có được bình thường. Chuẩn bị nha. 1 2 3 4 mập chiếc đó nha. Đâu rồi, hết đất 20 cái. Quang luôn ơi, đợi. À đợi nào ngoài hết đất 20 cái đi. Hết đi. Đếm. 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 như thế nào hả anh đại? Em không ngờ là con thỏ nó thua ba ba luôn anh. Đó, thấy chưa? Mệt chưa? Mệt chưa? Dạ mà. Đi ngoài ăn cơm chưa? Yeah. 20 minutes later. Cái địa điểm tiếp theo sẽ là tàu hải tặc. Đi thẳng vô. Vô nè. Vô luôn nè. Phòng này gì đây? À, một cái tiểu cảnh các bạn ơi, cũng không có gì đặc biệt lắm nha. Mình vô cái phòng tiếp theo. Không một cái miệng tranh, một cái tranh phòng. Chia 2 ngày làm gì? Bà chủ cho con gà nướng. Ở đây là quán nước, mày đi
quá các bạn ơi. Thôi giờ mình đi dạo qua căn phòng mới nha. Tiếp theo mình sẽ tham quan cái tầng 2 của mô hình tàu hải tặc này nha các bạn. Trời đất ơi, trời muốn mưa nữa rồi. Mây đen thui luôn nè các bạn. Tính ra cái mô hình tàu hải tặc này nó lớn lắm chứ bộ à. Ở đây có mấy khẩu đại bác nữa nè chứ hả. Để coi coi. Đạn của nó làm bằng cục sắt các bạn ơi. Nặng quá. Ê, mấy đứa không có quậy nè, làm gì đó. Trời, nó chơi cái trò gì trời, trốn tìm hay vậy. Đấy. Ê, rồi mày nhốt con á tiên vô trong này luôn hả. Mở nó ra coi. Trời ơi, nó chơi mấy cái trò gì đâu không à. Còn gì vậy? Nghỉ học đi. Vì tự nhiên kêu nghỉ học mày. Dạo to rồi. Giống nội nguyên một kho vàng bạc như vậy luôn nè, đi học làm gì nữa. Trời ơi, kho báu thật sự là kiến thức nè, có kiến thức kiếm ra tiền, bây giờ không có kiến thức mà có giàu bao nhiêu chăng nữa cũng hết trơn à. Trong đây để coi trong này có cái gì đây. Đẹp quá vậy. Dạ. Đội anh luôn hả? Dạ. Được không? Ôi nước ngậu luôn kìa. Ê, có vũ khí kìa, có kiếm kìa. Wow, trúng anh mày ơi. Đừng có giỡn nữa. Trời ơi. Trời ơi, bạn nó quá quá chết. Trời đất tử thần rồi. Mày làm cái gì vậy? Đúng rồi đó, vô anh. Đó khí chất rồi đó. Ở đây coi. Trời ơi, cái chỗ này ở đây bộ fan One Piece hay gì không biết nữa. Đây nè, dán chi nã nè. Rồi bây giờ mình lên trên cái tầng thứ ba coi thử nha. Đi anh ơi. Mấy đứa để đồ lên, mình không có quậy nha cưng. Mình đi tham quan nha không. Ê, thời tiết hổng gài xấu quá các bạn ơi, muốn mưa à. Ê, lên trên này đi. Ê, cái vô lăng của tàu kìa. Cái vô lăng của tàu nè các bạn. Wow. Đó, xoay một cái coi. Ok. Thì thường thường á, thủy thủ người ta sẽ đứng ở đây nè, người ta lái thuyền hải tặc. Trong khi các thành viên còn lại á, người ta sẽ ngồi ở đây nè, tổ chức bạc ti gì đó các bạn. Rồi, ngồi xuống. Ban đêm lên trên biển ngắm cảnh đồ quá êm ta. Câu mực rồi nướng ăn này nọ. Rồi tranh thủ trước khi trời mưa mấy đứa lấy điện thoại ra selfie đi. Selfie đi nào. Two hours later. Trời đang nắng gắt, tự nhiên kéo mây tới mưa xuống phát luôn các bạn. Thì cơ mình hiện tại cũng là 80 sức rồi. Thì mình thay mặt team gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành. Và tương lai mình có bị anti fan mà có chửi hay là gửi những cái comment tiêu cực thì tụi mình một tuần cũng cứ ra những cái sản phẩm chất lượng 2-3 clip vậy thôi à. Thì quên đó, anh muốn hỏi thành viên công ty mình nè, gửi đôi lời tâm sự đến các bạn khán giả nhân cái dịp 80 sức này đi. Á tiền nhỏ nhất nói đi cưng. Em cảm ơn tình cảm khán giả đã dành cho em và mấy anh trong team này trong thời gian vừa qua. Ngoài lời cảm ơn ra thì em không biết nói gì hơn nữa. Kênh của anh Vinh đã đạt được 8 chữ sức rồi. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và đồng hành để năm sau đạt được 10 chữ sức luôn nha. Anh Vinh ơi, mình thay lời cảm ơn và hành động đi anh. Nghỉ hè này tụi mình rảnh sẽ ra nhiều clip hơn cho các bạn xem nha. Ok luôn. Kênh càng lớn thì càng bị nhiều người để ý. Áp lực dữ lắm các bạn ơi. Anh Vinh ơi, cho em hỏi cái này nè. Em thấy có nhiều kênh gần đạt có kim cương rồi. Mà sao đâu mà cái đếp có hoài chiêu yêu như vậy. Đúng rồi đó anh. Em thấy có kênh lúc này kìa. Làm video siêu hay luôn quá anh. Mà đăng lên được có vài triệu view à. Anh ví dụ gì cho mấy em dễ hình dung nha. Dạ. Chắc cho các bạn dễ hình dung luôn để các bạn cũng tránh hiện tượng là gửi comment lên cho mình hổ hoài vậy đó. Thì cái sân YouTube giống như một cái hồ cá đúng không? Dạ. Thì giờ những cái kênh lớn á, là những cái con cá lớn á, trong cái hồ đó. Thì giờ em là chủ đi, thì em có dồn hết tâm huyết, dồn hết tiền bạc mua thức ăn để nuôi mấy cá lớn đó không? Dạ. Giờ coi lỡ nó chết anh có lỗ không? Lỗ. Vậy cho nên thành ra YouTube đang đề xuất những cái kênh nhỏ nó dần dần đi lên gì nè. Để lỡ những cá lớn có chết á thì còn cá nhỏ nó đi từ từ. Giống như là che già măng mọc cái đó, hiểu chưa? Em hiểu à. Tính cả kênh mình nó có 8 triệu sub mà up một clip được 2-3 triệu view vậy là may mắn lắm rồi. Còn muốn gì nữa? Thôi, thôi thì cảm ơn các bạn thêm một lần nữa nha. Bây giờ thì team mình đi về thôi. Bye bye các bạn. Bye bye.